Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo nghị quyết 42. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục triển khai đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu theo nghị quyết số 42, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xử lý nợ xấu đã được phân công. Cùng với đó, Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, thi hành án dân sự, cơ quan thuế, tòa án các cấp và các cơ quan liên quan để thực thi có hiệu quả các chính sách tại nghị quyết số 42. Đặc biệt là các chính sách về thu giữ tài sản đảm bảo, áp dụng thủ tục rút gọn trong tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo tại tòa án, thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo, các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản đảm bảo, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.